Hôm nay ngày 20 tháng 11, ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam, các nhà trường đều trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm và chúc mừng đội ngũ giáo viên. Chúng tôi xin được gửi tới quý vị đến dự lễ tri ân chúc mừng các nhà giáo giảng dạy trong lĩnh vực phòng chống thiên tai của Trường Đại học Thủy lợi. Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra trang trọng. Tới dự có lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, những nhà giáo đã về hưu, là những nhà khoa học đã có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo của nhà trường. Với đặc thù là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong phòng chống thiên tai, đội ngũ ban giám hiệu và giảng viên của nhà trường luôn ý thức nhiệm vụ quan trọng, không ngừng trau dồi kiến thức, cập nhật các kỹ thuật mới để truyền đạt cho học sinh, sinh viên, những người sẽ trực tiếp tham gia vào công tác phòng chống bão lũ, ứng phó biến đổi khí hậu, những biến động về thủy văn, công tác đề điều. Hiện Trường Đại học Thủy lợi có gần 1.200 cán bộ viên chức, trong đó có 70 giáo sư, phó giáo sư, khoảng 150 giảng viên đang được đào tạo tiến sĩ trong và ngoài nước.